bia cậu bê chỉnh bát chép cơn loa lao lớn à nó không có lao lớn em khách ngọc là chế độ chuyên nghe nhạc site cd bán giá 3 triệu đồng. Chiều bàn giao cho hồng đêm đen biến rơi. Nó là tiếng quá hay luôn của đơn vị. Hàng đa cầu điện 110, 120, 100V, 230, 240. Một con đơn vị rất tiện cho những bác nào thích điện 220. Rất hiếm khi cửa hàng tôi có âm ly đa cầu điện như này. Đây đang để điện 110, các bác thích thì xoay sang điện 220, nó sẽ hiện chữ 220. Đây. Sản xuất tại Malaysia, dòng đời cao. Đánh hai đôi loa chính AB cộng B, ngoài ra còn loa surround, loa center, súp điện. Hàng bãi nguyên zin 100%. Trở kháng thấp nhất là 3 ohm. Xin nhắc lại hai từ nguyên zin 100%. Hình thức còn tương đối mượt mà. Góc cạnh không bị sứt mẻ mặt tiền. Mặt tiền còn quá mới luôn. Nút vặn bằng cơ nên rất tiện. Bát đánh thôi rồi luôn. Ba trái có tiếng. Ba phải có. Số quân đẹp hai đứa ta. Cho chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh. Tương tác liên nhau như oán hận. Hàng hàng tim môi thơ âu ra đi anh ra từ cuộc chơi đông. Đêm tiễn đưa anh quay góc sổ. Xin chào hẹn gặp lại. Đặt cọc 1 triệu là tôi gửi hàng đi qua Viettel, nhà xe khách phí vận chuyển nếu mua phải chịu. Xin nhắc lại âm ly giá 3 triệu đồng. Yamaha A492 có cả điện 220 dùng rất tiện lợi, giờ các bác nào thích điện 200.